Thanh Hà khoe ảnh bên bố mẹ chồng, nhan sắc phụ huynh được khen ngợi. Thanh Hà rất được lòng bố mẹ chồng, bức ảnh cô và bạn đời chụp cùng phụ huynh khiến dân tình chú ý. Thanh Hà Phương Uyên từng có lịch sử tình trường khá ồn ào, nhưng sau đó cặp đôi đã đến với nhau, cùng nhau vun đắp hạnh phúc. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào tháng 9 năm 2022, chính là minh chứng cho tình cảm của cả hai dành cho nhau. Mới đây Phương Uyên đã chia sẻ khoảnh khắc bên bố mẹ và Thanh Hà. Nhạc sĩ nổi tiếng bày tỏ, tất cả tình yêu của tôi là ở đây. Hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi bên phụ huynh khiến dân tình thích thú. Thanh Hà rất được lòng gia đình Phương Uyên. Ngoài ra dân tình cũng khen ngợi bố mẹ của nữ ca sĩ 7X rất đẹp lão. Thanh Hà Phương Uyên công khai chuyện tình cảm và Valentine năm nay. Ngày 15 tháng 9, cả hai tổ chức đám cưới riêng tư với khoảng 200 khách mời là gia đình, bạn bè thân thiết như Phương Thanh, Quang Dũng, Trinh Di, Phương Trinh. Hôn lễ của cặp đôi nghệ sĩ được tổ chức tại một phòng trà ở Mỹ. Trong ngày trọng đại, giọng ca Sở Yêu nắm tay bày tỏ tình cảm với bạn đời. Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đến Phương Uyên khi đã cho cô một tình yêu mà bản thân không bao giờ dám nghĩ tới, dám mơ ước. Thanh Hà nói cô không dám hứa điều gì to lớn, nhưng sẵn sàng hy sinh để mang lại hạnh phúc cho Phương Uyên và cho cả hai. Thanh Hà Phương Uyên đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn. Họ thường xuyên tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội. Mới đây Phương Uyên cũng gây chú ý khi bày tỏ sự ngây ngất trước nhan sắc nữ kia. Ca sĩ Thanh Hà chia sẻ, sau khi yêu Phương Uyên, cô yêu bản thân nhiều hơn và giảm cân thành công. Phương Uyên lặng lẽ chăm sóc nữ kia và hậu phương vững chắc cho Thanh Hà trong sự nghiệp. Tác giả ca khúc Mẹ Yêu kể lúc mới quen, cô sợ nhìn vào mắt Thanh Hà, nhưng sau đó cô cảm nhận được rằng giọng hát 7X từng bị tổn thương và chứa đựng nhiều tâm sự. Đó chính là lý do khiến cô đồng cảm và yêu Thanh Hà. Hà hứa sẽ uống cà phê với Uyên mỗi buổi sáng, hát tất cả những ca khúc mà Uyên sáng tác. Điều cuối cùng quan trọng nhất là Hà hy vọng có nhiều sức khỏe để sống với Uyên thật lâu và mang lại hạnh phúc cho Uyên, Thanh Hà nhắn nhủ với nữ kia trong ngày trọng đại. Đáp lại tình yêu thương của Thanh Hà, nhạc sĩ Phương Uyên hạnh phúc chia sẻ, trước đây Uyên có quen một số người và nghĩ đó chính là tình yêu cho đến khi chúng ta gặp nhau. Chúng ta ở bên nhau thì tất cả đau khổ, khó khăn trong cuộc sống không còn nhớ tới nữa.